Văn Tuấn dứt điểm cho chơi. Rafael Sơn dứt điểm từ xa. Đánh đầu. Cuối cùng thì bàn thắng đã được ghi. Lúc này là Henrio và hiệp 1 của trận đấu giữa SHB Đà Nẵng và câu lạc bộ Tốt Lai Bình Định đã bắt đầu. Văn Ngọ nguy hiểm, tình huống phá bóng của Đình Trọng và bóng đã trả ngược về vị trí của Đặng Văn Lâm, rất may. Ở mùa giải năm nay thì Tốt Lai Bình Định vẫn còn một đấu trường nữa là Cúp Quốc gia. Họ sẽ tiếp đón câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa trên sân nhà vào ngày 23 tháng 11. Rất tiếc là bóng đã bay ra ngoài. Hãy cùng xem lại tình huống này. Đó là pha thạt bóng rất chất lượng của Thanh Thịnh. Văn Long. Văn Long. Đó là một pha dứt điểm thẳng. Nhưng rất tiếc là cú sút của Phạm Văn Long vẫn chưa đủ độ hiểm để có thể bay vào khung thành của Đặng Văn Lâm. Với câu lạc bộ Hà Nội thì họ đã sớm thanh lý Sosip Ivancic. Tình huống để bắt bóng nguy hiểm và đây là Minh Tâm. Văn Long. Một quyết định xử lý không thực sự hay của Văn Long. Phi Hoàng. Pha xử lý rất hay của Văn Long. Lại thêm một cú sút, bóng bay vọt sang hàng. Những pha lập công. Văn Ngọ, một quyết định xử lý an toàn của Đặng Văn Lâm. Bóng về lại với Văn Ngọ. Văn Long. Không được. Văn Long đã không thể đưa bóng vào trong cho các đồng đội. Cú vượt sải chân tai hại của Đình, chính xác là của Văn Thành. Chơi ấn tượng hơn, nhưng họ đang thiếu rất nhiều, đặc biệt là ở khả năng dứt điểm. Tình huống mà phát biểu đã phải băng xa. Rafael Sơn không vào. Dứt điểm không vào. Cú sút của đội trưởng Hoàng Minh Tâm. Rất nhiều những tình huống dứt điểm của Đà Nẵng, nhưng tất cả các cú sút của Hoàng Minh Tâm, của Phạm Văn Long, của Phi Hoàng hoặc là bóng bay chênh mục tiêu hoặc là đi quá nhẹ vào vị trí của Đặng Văn Lâm. Một pha dứt điểm rất hay của đội trưởng Hoàng Minh Tâm. Đó là pha bóng mà Minh Tâm không bị ai theo kèm. Một cú duỗi bù. Rafael Sơn dứt điểm từ xa. Một cú sút cực mạnh, cực căng. Cầu thủ cũng mới trở lại sau chấn thương ở những vòng đấu gần đây, nhưng ngày hôm nay thì Rodrigo Diaz đã trở thành người ôm. Trong hiệp 1 thì các bàn thắng ở phút thứ 24, 40. Xuân Tú, Rafael Sơn, Henrio, Văn Tuấn dứt điểm cho chơi. Cũng giống như đa phần các cú sút của Đà Nẵng, những lần dứt điểm của Tốt Lai Bình Định vẫn thiếu đi sự chuẩn xác. Và khoảnh khắc vừa rồi của đội Phan Thuận đã khép lại hiệp 1 của trận đấu giữa SHB Đà Nẵng và Tốt Lai Bình Định. Hiệp 1 tạm thời khép lại với tỷ số là 0-0. Tiến Duy. Đánh đầu. Dứt điểm. Hiệp 2 đã chứng kiến một màn trình diễn ấn tượng hơn dành cho câu lạc bộ Tốt Lai Bình Định. Cuối cùng thì bàn thắng đã được ghi. Cuối cùng thì sân vận động Hòa Xuân đã được chứng kiến bàn thắng mở tỷ số. Và người ghi bàn lại là Xuân Nam. Trận đấu thứ 2 liên tiếp, Xuân Nam với một cú đánh đầu chuẩn xác đã giúp cho Tốt Lai Bình Định có được lợi thế dẫn bàn. Điểm mạnh của Xuân Nam là những tình huống đánh đầu, và thêm một lần nữa nó được phát huy ở trận đấu ngày hôm nay.
kể từ game 2 bắt đầu thì rõ ràng Tottenham Hotspur Bình Định là đội bóng chơi ấn tượng hơn. Sau khi Rafaelson không thể tận dụng những cơ hội của mình thì bây giờ Xuân Nam đã có được bàn thắng mở tỷ số và Điền Tiên Minh trên bảng tỷ số. Một mùa giải cũng thật sự ấn tượng với cá nhân tiền đạo người Hải Dương. Đây là pha lập công thứ 6 của anh. Anh đã vượt qua Rafaelson nhưng vẫn còn thua kém Jeremy Linh bằng với số bàn thắng của Henryo. Một quả tạt cực kỳ chuẩn xác của Thành Thịnh. Và Xuân Nam đã chọn được đúng điểm rơi trong lúc mà các trung vệ của Đà Nẵng tập trung khá nhiều vào trường hợp của Rafaelson. Lương Duy Cương là người đã không thể cắt bóng, và phía sau của Lương Duy Cương thì Hoàng Quảng cũng không kịp băng lên để hỗ trợ. Rafaelson có những động thái cho thấy anh sẽ dứt điểm nhưng bóng bất ngờ trôi và có mặt đúng vị trí của Xuân Nam. Phạm Văn Long đánh đầu, một tình huống hú vía. Đà Nẵng tiếp tục được hưởng quả phạt góc bên phía cánh trái. Bóng đã chạm vào một cầu thủ của Tottenham Hotspur Bình Định. Vừa rồi là pha bóng chưa cảnh giác của Đặng Văn Lâm. Những cơ hội liên tiếp. Phi Hoàng dứt điểm Duy Cường. Đó là một pha bóng lộn xộn nhưng cuối cùng thì không có điều gì xảy ra với khung thành của Tottenham Hotspur Bình Định cả. Sự chắc chắn của Đặng Văn Lâm, sự bao bọc của các vệ tinh xung quanh người gác đền này đã giúp cho khung thành của đội khách vẫn đứng nguyên. Một tình huống phạt góc bóng xoáy thẳng vào đúng vị trí của Đặng Văn Lâm. Và sau đó lần lượt là Ngọc Toàn, phá dứt điểm của Phi Hoàng và nỗ lực cuối cùng là của Lương Duy Cường. Nhưng thực sự thì mọi thứ khi mà thậm chí không những được triệu tập lên đội tuyển quốc gia mà Tiến Anh còn được ở ghép phòng với thần tượng của mình là tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh. Henryo, bóng khẽ chặn đầu của Rafaelson. Một ngày thi đấu kém duyên của chân sút người Brazil. Vừa rồi theo sát Rafaelson là Hoàng Quảng, và kinh nghiệm cũng như là kỹ năng kèm người của trung vệ 35 tuổi đã không để cho Rafaelson có một cơ hội dễ dàng. Cho đội chủ nhà dành cho Đình Duy, nhưng sự vô duyên đến ngỡ ngàng của chủ nhân pha bóng vừa rồi lại thêm một tình huống bị bỏ lỡ, và lần này phải nói là quá đáng tiếc dành cho Đình Duy. Nhưng cũng có thể thấy khả năng cứu thua của Đặng Văn Lâm là ấn tượng như thế nào. Một cơ hội không thể tốt hơn, tình huống băng lên bên phía cánh phải của Văn Long. Quá hay pha cứu thua xuất thần của Đặng Văn Lâm. Ở trận đấu giữa Tottenham Bình Định và Sông Lam Nghệ An thì Văn Lâm cũng có một tình huống cứu thua không tưởng, chạy đứng vào dứt điểm của Trần Đình Hoàng, và sau đó phải chính Trần Đình Hoàng chia sẻ lại đoạn clip không hiểu vì sao tình huống này không vào. Đơn giản thôi, đó là trong khung gỗ Đặng Văn Lâm quá hay. Đặng Văn Lâm có thể nói là một trong những bàn hợp đồng xứng đáng, đáng đồng tiền bát gạo mà lãnh đạo của câu lạc bộ Tottenham Bình Định đã phải nghiến răng để chịu chi. Đường truyền hoàn hảo của Đại Anh Tuấn, nỗ lực rất đáng khen ngợi của Văn Long, nhưng pha dứt điểm của Đình Duy không phải không hay, tốt.